đưa về hết. Đủ quá, có chất liệu tốt luôn. Đi chung ta, đi chung ta, đi chung ta. Nhờ có mấy chú công an này mà ngăn cản được cái việc đánh nhau như vậy, sợ là gây đến hậu quả nghiêm trọng á. Nếu mà không có nhờ công an can thiệp. Cô ở Bình Thạnh đấy con. À, cô ở phường 1 Gò Vấp. À, Gò Vấp. Mà mấy chú công an này hình như cũng ở phường 1 Gò Vấp. Đúng rồi. Bốn hẻm ngay đó thôi. Rồi rồi, qua đi. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì tổ tuần tra 363 của công an quận Bình Thạnh cũng đã tăng cường nhiều lực lượng để tuần tra trên nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh. Thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp số người dân không đeo khẩu trang, tụ tập từ 2 người trở lên. Và ngoài ra còn hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị khác trong công tác phòng chống dịch Covid. Và nhiệm vụ thứ hai chúng tôi vẫn cần đảm bảo là giữ gìn an ninh trật tự, nhất là trong mùa dịch này và trong mùa giải bóng đá Euro đang diễn ra, ngăn phạm pháp hình sự diễn ra, đặc biệt là các tội về trộm cắp tài sản, cướp và cướp giật dễ xảy ra trong tình hình này. Đối với một số trường hợp người dân ra đường mà mình có phát hiện rằng họ không có lý do chính đáng thì mình sẽ dừng lại kiểm tra hành chính họ và cũng